Hello mọi người, đây thì Nhân sẽ có một cái video demo mọi người một cái bài về Spring MVC sử dụng Tulip và Hibernate Spring Data Repository để làm. Như mục đích của video này thì mọi người phải chắc chắn là mọi người muốn trải nghiệm Spring MVC để làm được nó chứ không phải để hiểu nó. Một video nhanh làm ra thì không phải là để hiểu mà để trải nghiệm và làm được nó để làm được sản phẩm. Có thể sẽ có những cái phần giải thích nhưng mà nó sẽ không phải là chi tiết mọi người nhé. Có rất là nhiều phần sẽ đi code và như anh sẽ cũng nêu lên trong cái phần lúc code là chúng ta nên tập trung vào phần nào theo quan điểm của như anh. Đây, hy vọng là sẽ giúp mọi người tiếp cận cái này nó một chút đâu đó dễ dàng hơn một chút. Đây, thì chúng ta sẽ tạo một dự án. Mọi người tạo như hình nhé. Đây sẽ có khá là nhiều phần như đi copy thì mọi người chú ý một chút nhé. Và cái này bởi vì như anh có Spring MVC là một phần để tham khảo biết về Spring và có thể đáp ứng được. Đôi khi chúng ta sẽ có thể sử dụng nó cho doanh nghiệp và một vài dự án thì như vậy là chúng ta dùng thôi. Còn với mình thì Spring Boot Web Service thì mới là một cái phổ biến hơn và mình sẽ lựa chọn cái đấy là cái chính. Thì sau này nếu có cơ hội thì sẽ có cái video đầy đủ như thế cho mọi người. Còn đây là Spring MVC thì có lẽ với nhanh nó sẽ chỉ nháp thôi. Khởi đầu thì nhanh sẽ luôn luôn bắt đầu với việc tạo các package liên quan tới controller này, model này. Và repository. Như đã nói thì chúng ta đang có một video để làm quen với Hibernate Spring Data Repository và Tulip và Spring MVC nên là chúng ta sẽ không có phần service, không có package service đây. Đấy, rồi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy các thư viện cần thiết ở đâu thì trên Git của Như Anh, Như Anh sẽ đính vào trong link mọi người nhé, trong mô tả của video này. Ta sẽ lấy một vài thứ như là MVC Tulip này, MySQL, Hibernate và Validator thì chưa cần thì thôi. Thì nếu mọi người có thì mọi người có thể dùng rồi. Lấy đến cái phần đây, lấy những cái này thôi. Bỏ hai test đi. Hai test đi để mọi người không cần thiết lắm. Đây, thì mọi người ấn tải này. Đợi một chút nó sẽ tải về cho mọi người. Nó sẽ tranh thủ tạo các thư mục luôn. Tạo các file config. Config thì đi copy hết mọi người. Không có gì để thảo luận ở phần config cả. Nếu mà có thì đã có một cái video khác khá đầy đủ như anh giải thích về config chi tiết rồi. Anh cũng không nói lại về config nữa thì anh sẽ copy thôi. Rồi. Config thì anh em rất lưu ý là bỏ cái dòng package đi nhé, không ai copy từ dòng package cả. Hoặc là copy cả đi trong xóa cái dòng package đi là được. Có một lựa chọn. Đây, xóa cái dòng package đi. Xóa những cái dòng không cần thiết đi. Dòng nào chưa có thì xóa đi đã. Rồi. Thư viện tải xong chưa mà đỏ hết thế này. Thiếu thư viện nào không nhỉ? Hibernate này. Có nhiều thiếu Spring Data Repository thì phải. Thiếu một thư viện thì ngồi chờ chút. Ok được, tiếp tục. Lấy một thư viện nữa là thư viện Spring Data Repository ở đây là cái này. Chưa có. Đó sao nó đỏ đỏ. Đấy, rồi. Chúng ta sửa lại một vài thứ ở trong file này thì chỉ có cái đoạn com.xample thì đây sửa lại hình đúng của nó Spring MVC 1 tuần do sau cái mình tạo .mvc 1 và .repository đấy, rồi cái này thì thêm gạch vào cho nó đỡ phải viết nhiều. Xong dưới thì cái này là Spring MVC 1 này .model này đấy.
tài khoản mật khẩu thì chắc là vẫn dùng DB này thôi, không cần cái mới đâu. Mọi thứ vẫn khá là ok. Rồi, một cái file config nữa. File init. File init thì copy hết mọi người ạ. Không phải sửa gì cả. Tất nhiên là vẫn xóa cái này rồi. Đây, khi chỉ có file application config thì mọi người để ý mấy cái com.example để cái package mọi người đang có thôi. Và cái đường dẫn này thì cũng cẩn thận một tí. Nếu mà cái này có gạch thì trong controller không cần gạch nữa. Còn nếu mà không có thì phải thêm vào. Thì nó sẽ báo lỗi 404 thì mọi người biết lỗi và sửa thôi. Tương tự thế, cái này là cái liên quan tới package gốc. Đây là DB mọi người dùng. Tài khoản mật khẩu thì check kỹ. Đấy, thì đấy là config. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Thì chúng ta xuất phát từ controller mọi người nhé. Đây thì mình có thể tạo luôn cái thùng view đó. À không, không phải xuất phát từ controller mọi người ạ. Nhầm. Chúng ta xuất phát từ model. Model ở đây thì mọi người sẽ tạo một class, ví dụ là product chẳng hạn. Chúng ta sẽ sử dụng Hibernate ở đây luôn. Hibernate thì sẽ đem lại cái gì? Đem lại cho mọi người khả năng tạo bảng mà không cần viết code quá là nhiều. Tạo bảng không phải không viết code nhiều, mà là không viết viết tạo bảng ở trong DB luôn, mà nó sẽ tự tạo bảng cho mọi người nhé. Đấy, thì với cách này thì mọi người sẽ đỡ phải tạo bảng trong DB thôi. Còn viết code nhiều là cái GPA cơ. Đây thì cái này là ID tự tăng, có một vài chế độ thì mọi người có thể đọc thêm về cái đấy. Private string name private double score private chứ nhá. Mọi người tạo một vài cái hàm tạo đầy đủ luôn nhé. Hàm tạo constructor đấy. Insert này, constructor đầy đủ này, constructor không đối này, pattern setter này. Đó, thì cơ bản mình sẽ cần những thứ như này. Rồi, bây giờ chạy thử luôn để xem nó có tạo bảng cho mọi người không, thì chúng tôi sẽ biết ngay. Xong rồi mọi người. Cái này thì check lại trong DB một chút. Cái này mọi người mở bằng cái Intel cũng được, mà mở bằng Web Store, Workbench cũng được mọi người nhé. Cái nào thì cũng là công cụ để kết nối cơ sở dữ liệu thôi, nó cũng chỉ là một ứng dụng thôi. Để xem nó có bảng bảng gì rồi này. Đắp này. Đấy, đây là cái bảng vừa tặng mọi người nha. Cái bảng đấy trước đây chưa có đâu, mọi người yên tâm. Thì là bảng model. Tiếp theo là chúng ta sẽ có bảng model thì đến bảng repo mọi người. Repo thì sẽ là cái để truy vấn. Cái entity này thì để tạo bảng và tương tác với dữ liệu một cách code hơn. Tính năng dễ hiểu nhất thì nó là tạo bảng mọi người. Tạo bảng với có những cái thuộc tính đi kèm không? Nó có một vài acon đi kèm thì mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái repository dạng interface. Ta đặt tên là product repository. Cái này sẽ là file mà tương tác với cơ sở liệu chính mọi người nhé. Và nếu mọi người dùng file này thì gần như là mọi người không phải code một chút nào liên quan tới truy vấn cơ sở liệu ở mức cơ bản. Nhớ là mức cơ bản thôi, còn nếu truy vấn phức tạp thì mọi người vẫn phải dùng nó. Chúng ta extend GPA repository. Chúng ta để đây là gì? Đầu tiên là kiểu dữ liệu muốn quản lý là product. Và kiểu của ID là long. Đấy, như này là mọi người đã có toàn bộ thêm sửa xóa tìm kiếm rồi. Mà không cần tương tác quá là nhiều, chỉ vậy thôi. Sau đó thì làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ viết controller thôi, product controller. Đấy, và nhớ a còng controller. Và chúng ta đang viết trong gì? Một cái product controller này chúng ta cũng request mapping luôn. Để tất cả đường dẫn ở trong cái mapping ở bên trong thì chúng ta sẽ đều cần đường dẫn liên quan tới product. Thì đây chúng ta viết trước cái này luôn. Để tí viết bên trong nó sẽ đỡ phải viết cái đó. Và chúng ta cũng thực hiện hành động tiêm cái product repository ở đây.
lại để dùng. Chúng ta sẽ khởi đầu với get mapping mọi người. Mapping thì chúng ta sẽ trả về một cái model view để hiện dữ liệu ra. File own tên theo hàm nó đi. Mình sẽ tạo một cái model end view. Vâng. New model end view. File là file gạch product gạch list chẳng hạn. Đây. Cho nó chuẩn bài. Cái này thì có gạch chéo bên cấu hình rồi, không cần đây nữa. Mình return cái model end view này. Trước tiên thì mình cứ thử xem là mình có đến được cái mục này không đã nhá. Còn chưa nói về bên trong. Tí nữa mình hiện dữ liệu thì tính sau. Đây, mình sẽ hiện mỗi chữ lead thôi, chưa có gì đặc sắc cả. Rồi, thì chúng ta sẽ thử, nó dẫn hơi bị dài một tí, chúng mình lấy product này. Chúng ta nên thử như này luôn để tránh lỗi. Đấy thì nó ra list rồi thì mới làm tiếp nhé. Ở đây thì mình sẽ xử lý cái đường dẫn này luôn. Đường dẫn này do phần Tomcat. Mình chỉnh lại phần deployment, chọn cái rỗng này thì nó chạy lên, nó sẽ chạy không bị như thế nữa. Bây giờ thì mình sẽ nhập liệu một chút để mình sẽ thực hiện file own ra thì nó sẽ ra dữ liệu luôn. Đấy, rồi. Sau đó thì mình dùng như thế nào để có thể lấy dữ liệu đây ra để mà hiện được. Thì đương nhiên mọi người sẽ ném dữ liệu sang bằng cách như sau. Vẫn là ném bằng model and view thôi. Object tên là list. Và chúng ta sẽ ném sang dùng product repository.file là xong. Đấy. Với một thao tác ngắn như thế này thôi thì mọi người đã lấy được toàn bộ dữ liệu trong DBA rồi. Còn bây giờ chúng ta sang theme list chúng ta hiện nhé. Hiện theme list thì mọi người nó sẽ có một dòng prefix mọi người. Thì lấy ở trong code thôi. Đây, đây lấy luôn này đi. Không có việc sắc cả, đây cái dòng này, này không nhớ dòng đấy đâu. Đấy thì ok đây rồi này. Get price đúng không? Và đây là nếu mọi người get set đầy đủ thì mọi người không cần đến như này đâu, mọi người chỉ biết như này là được này. Name này, chấm name này. Đấy, chúng ta chạy lại. Restart luôn. Đấy, mọi người sẽ thấy là lấy dữ liệu ra là hiện rồi, khá đơn giản đúng không? Thì nói chung là với theme lib thì nó lằng ngoằng thôi, chứ còn mọi người làm việc với Spring thì có controller nó khác nữa. Còn ngoài ra thì mọi người làm việc với Hibernate đây và GPA đây thì mọi người thấy là rất là tuyệt vời, cái việc truy vấn nó đã ngắn gọn rất là nhiều, rất là sướng. Config thì thôi không nói, bởi vì nó đi copy thì chúng ta không có cái gì để nói cả. Thì chúng ta quay lại và chúng ta làm tiếp tính năng create. Thì đương nhiên là mình sẽ làm cho cái view trước. View thì chúng ta chỉ cần đặt file create này, chúng ta có form, chúng ta có action là ví dụ save gạch chéo product gạch save chẳng hạn. Đấy. Trong đấy thì sẽ có hai input name và price button save add thì chuẩn hơn. Rồi okay. Thì với cái app hoặc là cái edit thì thường nó sẽ có hai thao tác. Thao tác đầu tiên là hiện cái form ra trước, thao tác thứ hai mới là lưu. Bây giờ mình chưa có cả thao tác thứ nhất cơ, nên mình sẽ xử lý thao tác nhất trước. Đây thì mình sẽ cái chéo add nữa được chưa, thì mình sẽ đặt là show form add. Đấy. Này thì mình không cần mấy cái này đâu, mình chỉ cần trả về cái file create thôi. Đấy. Thử xem nhá, mình sẽ xử lý cái phần save xong. Rồi, mình sẽ thử thêm chữ create ở đây. Create hay add nhỉ? Add. Đấy, nó hiện ra form là ok rồi. Bây giờ làm cái nút để ấn nữa thôi.
thì nó là post mapping thường thêm mới là post mọi người nhá. Và dòng thừa đây này, cái thì mình sẽ đặt là a thôi vì đây là tiếng Anh thêm mới. Và chỗ này thì làm rất là đơn giản, mọi người cũng không cần phải a còng gì hết, chỉ cần viết tên lớp ở đây là xong, tên lớp và tên biến tạo ra lớp đấy rồi mọi người lưu nó vào, thế là được. Lưu thì như thế nào? Lưu thì nó có hàm sẵn rồi mọi người, đó là dùng product repository chấm save, xong nó truyền cái product vào. Và product này thì miễn nhé, miễn là cái bên form của mọi người ấy, mọi người có các thuộc tính trùng với thuộc tính của đối tượng ấy, thì cái product ở đây và product ở bên form nhập vào nó sẽ tự khớp với nhau. Và chỗ này chỉ bổ sung một cái method post nữa thôi là ok rồi. Đấy, thì mình chạy lại thử xem có được không. À, trước khi chạy lại thì mình để ý lại code một tí. Ok, cũng được. Như này cũng không sao, tí mình xử lý tiếp. Nó phát sinh một cái lỗi gì đấy thì mọi người bấm vào đây nhé, mình sẽ xem vấn đề gì không. Product as post mapping mọi người nhé. Lỗi này là do mọi người đang có hai cái mapping đường dẫn đường là add ấy, thì nó sẽ bị lỗi như thế. Nhớ là nếu mà server vào lỗi x ấy, thì bấm sang token log ấy, thì thường lỗi sẽ hiện ở đây và tìm đến một vài từ khóa quen thuộc để mọi người dịch nhé. Chỉ đấy là mẹo, không phải mẹo đâu, nó là một cái kiểu kỹ năng để ý một chút mọi người. Rồi chúng ta sang add, chúng ta nhập thử này, 1 2 3 này. Rồi không biết add được chưa thì mọi người chỉ cần lại cái trang list là xem. À, được rồi này, bây giờ mình muốn là nó tự động nó chuyển lại cơ, mình không muốn là phải nhập như này nữa. Làm như nào? Chỗ này mọi người xử lý một chút thì chỗ này chỉ cần viết như sau: redirect chấm cái chéo vô đó. Đấy, như này là sẽ chuyển cái hàm này sẽ chuyển về cái đường dẫn cái chéo product tương ứng với cái này và nó vào đây cho mọi người. Chỗ này viết ngắn gọn hơn một chút bởi vì cái này mình không cần đến model view, mình có thể dùng string thôi cũng được. Mình viết như này luôn, nó sẽ ngắn gọn hơn. Tương tự thế thì cái trên vậy, ngắn đi một chút. Mình thì mình không thích trông nó dài dòng một tí nào cả. Code mà ngắn được thì chắc chắn mình sẽ ngắn đi rồi. Từ tên biến tên hàm ra chứ còn không thì mình sẽ cố gắng để ngắn nhất có thể. Đấy, chạy thử. Rồi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đấy, chờ, thế là xong tính năng app. Edit thì sao? Edit thì mình làm sẽ làm từ đâu? Ta làm edit nó hơi cồng kềnh một chút, nó cũng khá là giống add ở chỗ là có hai bước hiện form và lưu, nhưng mà nó lại khác một tí là mọi người phải sang list, mọi người hiện cái nút trước nữa, xử lý cái nút thì mọi người xử lý nào? Cái nút nó khá là vấn đề. Cái nút ở đây là một cái khá là đầu, nó là th100. Rồi và sau đó thì trong này mọi người phải để a còng, nói chung là khá là cồng kềnh. Phải chéo products rồi cái chéo edit chẳng hạn, và cái chéo đến ID thì thường nó sẽ viết như thế này. Đấy, nó luôn luôn phải viết như này mới nhận dạng được ID, thế nó một cười mà. Xin chưa. Đấy. Ok thì đây là cái cách để chúng ta vào được edit thì đây. Nhớ nhá, cái này nó hơi đặc biệt một chút. Thì các em phải cẩn thận. Cái này thì mọi người sẽ làm gì? Thì bên này chúng ta viết như nào? Controller thì mọi người sẽ viết một cái a còng get mapping. Cái chéo edit cái chéo id id lấy chúng ta sẽ gọi là path variable, và chúng ta sẽ lấy bằng cách như sau: public model and view a path variable, lấy dữ liệu đúng kiểu vòng id. Cái này không phải model and view, cái này get edit form, show edit form đi, đặt cho đồng bộ mọi người nhé. Trên là show thì dưới là show, không có chuyện trên là show thì dưới là file hay là view cái gì đâu mọi người ạ. Show là show thôi, ta sẽ làm tương tự cái trên thôi, nó khá là giống thì mình sẽ ném sang này. Chỗ này là edit đúng không, chỗ này không phải là file old mà là file by id. Đấy, nó chuyển id vào và chúng ta đặt là item đi. Đấy,
tạo file edit này. Thì nó khá là giống file create rồi, chúng ta chỉ sửa một chút. Và chỗ này file edit thì chúng ta cũng có th value. Th thì lại có cái dòng này thì dùng được một này. th2.value. Gì nhỉ? Item.name. Item.price thì theo lý thuyết là như thế. Được hay không thì phải thử mọi người ạ. Đấy. Chúng ta đã làm một việc là tạo form để hiện form rồi này. Còn đây là tìm một cái dữ liệu cũ ra rồi hiện này. Không biết được không? Chạy thử này. Link của mọi người đây, anh edit này. Rồi, nói chung là phát sinh lỗi. Chúng ta sẽ xử lý lỗi xem vấn đề gì không, tại sao nó lại không hiện. Xóa cái lốc này đi, chạy lại nào. Đặt một cái debug đi, cho nó dễ dùng. Không hiện thì có thể do cái phần này của mình viết sai. Item.name mình nhắm item sang rồi mà. Wow. Item. Ok, nó chạy thử đi. Cái chéo gì? Cái chéo product đúng không? Rồi. Cho đến đây thì vẫn bình thường ở edit này. Ok, vào đây thì vẫn bình thường. Vẫn rất là ok. Item rồi mà đúng không, nó vẫn là ok, lấy được cả ID rồi cơ, thì có vấn đề gì đấy mà nó không hiện dữ liệu rồi. Thì mình đang gặp vấn đề th value item.name và item.price. Mình check lại một chút là xem log nó có bảo gì không nào. Không có gì. Thôi này là lỗi do mình chấm không đúng rồi. Nó là như thế. À, file ID nó không trả về đối tượng trực tiếp. Mọi người phải chấm một cái get nữa thì nó mới ra dữ liệu mọi người. Thì cái đấy lưu ý một chút. File ID nó sẽ ra một cái kiểu optional. Chấm get thì mới ra được cái product hoặc là cái gì dữ liệu của mọi người ấy. Phải chấm thêm một lần nữa vào. Đó lại như thế. Chạy thử này. Đấy, ok luôn đúng không? Cái nút save thì mọi người tự xử lý thôi. Khá là giống app. Thực ra nó giống app 100%, mọi người không phải can thiệp gì hết, nó tự giống luôn. Thì đấy là một cái video demo về String MVC làm việc với Hibernate này. Đây là Hibernate này. Đây là GPA repository này. Và đây là Spring MVC này. Với controller này. Đấy. Và Team Lib nữa. Thì đấy là cái video ngắn của mình như thế. Nhấn mạnh lại một lần nữa thì trong đống này có những cái nào cần quan tâm thì có ba cái này: controller, model và repository là những cái mọi người cần hiểu về nó. Còn về config thì thôi, thực ra thì chưa giờ mình bảo ai đấy phải thuộc cái này, chẳng ai đi thuộc như thế. Có chăng thì mọi người đọc vào từng cái xem là mình cần phải sửa những cái nào. Mình không bao giờ bắt anh em nhớ này nhá, chỉ cần biết cách sửa là được. Còn những cái chỗ này thì phải nhớ rồi, nó không phải là quá dài và nó cũng khá là logic thì phải nhớ. Cái này thì cần học thêm về cách sử dụng nó một cách chi tiết hơn nữa. Đấy, thế thôi.